blessing, Father Eric, and this is also the first time for Father Eric to be with the Vietnamese community because this is his first year as a priest. So I can enjoy the Vietnamese culture with the new year. Và cũng cảm ơn thầy Đông và cảm ơn quý sơ những người sơ năng thương và chị học viên chúng con cảm tạ rất là nhiều và xin ra cầu kính nè. Kính chúc quý bà năm Canh Tý, noi gương trinh nữ Maria, công dung ngôn hạnh luôn bồi dưỡng, dù khổ dù buồn vẫn hát ca. Kính xin thành tâm chúc quý ông, tràn ngập niềm vui ở trong lòng, tránh xa bia rượu xa thuốc lá, đừng mơ màng chi nhận bóng hồng. Chắc là mấy cô cũng muốn nói quý ông lắm mà không nói được. Là thử bây giờ là một lát nữa là xong là phải có cái hoa hồng cho cha bảo nhé. Các bạn trẻ, mến chúc các bạn thanh niên trẻ, trai gái đạo đức sống ngoan hiền, chịu khó vâng lời cha mẹ dạy, gia đình các bạn có bình yên. Và sau cùng, kính chúc quý cha, quý thầy và quý sơ, quý chức cùng toàn thể, ân lộc Chúa Xuân xuống dư đầy, tất cả vui sống và thánh thiện. Rồi ngoài ra con nhận được thêm một cái lời chúc rất hay mà là cha phó sưu tầm và gửi cho con sáng nay. Và cái lời chúc này đến từ một sơ ở dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Không biết có ba sơ trong đây có ai biết sơ này không? Ngài tên là sơ Anna Vân Nga. Rất là hay. Mừng xuân Canh Tý vừa sang, cùng nhau vui Tết chứa trang ân tình. Mỗi ngày một tí
hy sinh, dấn thân hơn nữa quên mình vì yêu. Luyện rèn mỗi sáng mỗi chiều, tốt hơn cho một tí bớt điều chưa hay. Học thêm một tí mỗi ngày, học từ sách vở, học ngay cuộc đời. Mỗi ngày một tí vui tươi, bao dung tha thứ nụ cười tỏa lan. Một tí kiên nhẫn dịu dàng, giải hòa chia sẻ bình an tâm hồn. Một tí xin lỗi cảm ơn, bên nhau hạnh phúc quý hơn bạc tiền. Nguyện cầu năm mới bình yên, mỗi ngày một tí, ngày thêm an hòa. Chiến đấu không thành, sao?
Tất cả được an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.